VP Bank, lựa chọn hàng đầu của mọi thế hệ. Sữa tươi Vinamilk Green Farm, top 1% đầu bếp thế giới công nhận về vị ngon. Yeah.
mời quý vị Sở Yêu với Dương Edward và Thanh Hà. Trong cái giọng hát của Dương Edward, nó có một cái gì đó nó rất là Thanh Hà lúc trẻ. Cái khè khè, cái hơi, cái cách bạn ấy hát rất là tình cảm. Cái năng lượng của chị Thanh Hà rất là khủng khiếp. Chỉ có từ thần thái đến một cái nội lực trong cái giọng. Khi mà lên đấy thì Dương đã phải hát bằng 100% công lực cùng với chị, gửi đến cái năng lượng rất là mới, một cái màu sắc rất là tươi trẻ cho ca khúc. Đẳng cấp, uy tín, tinh tế, vương tầm, quốc tế. Trước tiên là phải khen bộ đồ chị Thanh Hà là quá đẹp luôn, thật sự. Chị xoay một vòng cho mọi người xem cái outfit được không ạ? Trời ơi, có ai mà thiệt á, giữ body mà tuyệt vời như vậy không, thật sự luôn á. Rất là đẹp luôn. Xin cảm ơn, xin cảm ơn. Dạ, và cái thứ hai là bài hát rất hay. Đi từ cảm xúc này đến cảm xúc khác nha. Từ nhẹ nhàng xong rồi đẩy lên, disco giật đùng đùng. Quá trời rồi, em thấy sao cưng? Lúc nãy khi mà em đứng ở phía dưới á, suy nghĩ thì nó cũng có những cái mông lung. Thế nhưng mà đây em nghĩ thực sự là định mệnh đã đưa chị em mình đến với nhau. Bởi vì em có một cái điều muốn chia sẻ với anh các chị. Đó là trong lúc mà hai anh em bốc thăm, em và Duy Anh thì con số 7 thực ra lẽ ra là thuộc về Duy Anh. Thế nhưng mà em đã đổi cái phiếu của em cho Duy Anh. Số 7 này hơi thất bát. Bây giờ này để thí sinh đó. Bây giờ là thật là tôi không muốn bát thất. Giờ chúng ta sẽ thất bát. Thất bát. Ok, thất bát này, ra đây thất bát. Bát thất cũng phải thế. À, đáng lẽ là em sẽ có một phần trình diễn khác. Wow. Chứ không phải là với chị. Nhưng mà cho anh hỏi là cái giây phút đấy cái gì làm cho em đổi vậy? Thực ra thì em cũng nhìn thấy cái con số 7 đó là một con số em thích. Thì em nghĩ rằng con số 7 là một con số may mắn với em. Nhưng mà đúng là định mệnh nhá. Vô tình bài này là hợp. Chị Hà thấy sao chị? Hà thấy là Dương hát với chị rất là hợp. Dạ. Yeah. Hợp lắm luôn á. Wow. Quý vị thấy như thế nào? Đúng không? Yeah. Tại sao chị lại nghe Dương hát thành sợ quá khi yêu chị Hà quá nhiều. Trời ơi, ủa chị nghe được vậy luôn á hả? Chị nghe được như thế. Ồ hay, chị nghe làm sao mà được như vậy luôn. Tinh, sợ quá khi yêu chị Hà quá nhiều. Cảm ơn Lam này, cảm ơn Lam nha. Em chọn chị Lam thôi mà. Chị cảm ơn em đã đổi kim số 7 em thích để hát ca khúc này với chị. Không, dạ, đúng rồi. Thực ra thì... Em không có bói nha chị, em không có bói. Em nói tất cả trên cơ sở có tính chất thuyết phục hết. Từ cách phát âm nhả chữ, cách luyến, cách feel trong một cái bài hát bốp palat là hai người mát với nhau và hai người cùng kiểu với nhau lắm, cho nên là không, nhưng mà chị lại kẻ tung người hứng. Chị lại thấy rằng là thật ra trong bài này chị thấy là phần của Hà thì rất là hay, nhưng chị nghĩ là Dương có thể hay hơn nữa, tức là hát men hơn nữa. Một phần cũng tại cái tông của bài hát nữa. Vâng, cái kia của khó, bài hát nó cũng hơi làm khó cho em. Dạ đúng ạ, đây là tông gốc của chị Hà. Dạ vâng, tông gốc cũng hơi quá. Nhưng mà em làm rất là tốt nha. Em cảm ơn chị ạ. Một tràng hóa tay dành cho người chị bạn diễn đời đêm nay của Dương được không ạ mọi người ơi? Lần nữa em rất là cảm ơn chị vì đã nhìn em trong bài hát ạ. Bởi vì mọi người biết rằng hát đôi thì mình sẽ phải tập rất là kỹ để sao mình quyện, rồi để bè với cái người ca sĩ mà mình sẽ hát cùng. Tuy nhiên thì mọi thứ được giữ bí mật cho đến phút cuối cùng. Thế nên là khi lên sân khấu thì cầu trời khấn Phật rồi. Mong rằng là phần tập luyện của Dương sẽ khớp với cái phần hát của chị Thanh Hà. Nhưng may sao thì mọi người đã thấy là hai chị em cũng phối hợp khá là ăn ý với nhau trên sân khấu. Bình giòn thôi, bình giòn đấy nha. Thôi coi thức thôi, bình giòn đi rồi tính sao. Hãy xem kết quả trên màn hình nhé. Ôi, 100 100% Tôi là thấy nhiều là lắm đó chứ. Nhiều chứ chị. Nhưng mà em thấy là thường là khán giả với lại gu của ca sĩ là hơi không giống nhau nhá. Để xem chính chủ họ có yêu thương nhau không.
cho tôi lựa chọn của hai anh chị. Ok. Trái tim của tôi nó cũng hơi bấn loạn quý vị ạ. Trong lòng của Hà là Hà muốn chọn một bạn nữ. Khi mình hát chung thì mình chọn một cái bài hát, cái tông mình chọn nó dễ hơn. Nhưng mà sau khi tám bạn đó thể hiện hát xong thì tôi lại nghĩ tôi nên chọn con tim hay là nghe lý trí. Chọn con tim và nghe theo lý trí. Lúc này thì cả con tim và lý trí đều đồng thuận là sẽ chọn chị Xanh Hà làm OG, sẽ song hành cùng Dương. Khi mà hát cái khúc này với chị thì Dương cảm thấy về mặt âm nhạc nha, nó như một cái click, nó như một sự rất là khớp, sẽ không có một vị OG nào trên đó phù hợp hơn với Dương, hơn là chị Thanh Hà. Cuối cùng trái tim tôi lại chọn một cái giọng hát nam, vì tôi nghĩ mình hát ballad, mình hát những bài tình ca, cũng như mình muốn đột phá thì mình phải cần một bạn nam. Khi kết hợp với bạn nam này, Hà muốn có một bài hit như là những cái bài hát trong phim Hàn Quốc mà quý vị coi thường ngày vậy đó. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy đây là cặp đôi đầu tiên bắt cặp thành công. Yeah. Không, thật sự phải nói một câu công tâm là bài hát vừa rồi hai người quyện nhau rất là hợp luôn. Thật sự phải khen ngợi. Đây là một tiết mục và từ đầu tới giờ mình thấy là matching nhất về cảm xúc đúng không ạ? Cho nên sự kết hợp này là đỉnh mệnh. Cặp đôi ạ. Dương và chị Thanh Hà là cặp đôi đầu tiên. Thế lúc ấy vừa tự hào vừa cảm thấy là hai chị em rất là hiểu nhau. Nghe bạn Phan Duy Anh hát, tôi rất là thích, tôi tặng cho bạn một quả mận. Nhưng mà cuối cùng tôi lại chọn Dương Edward. Với người bạn của Dương, Phan Duy Anh thì bạn ơi, thôi thì bạn cứ ăn quả mận đi đi nhá. Quả mận ngọt là dành cho Phan Duy Anh. Nhưng kiến thức, kinh nghiệm, trải nghiệm tôi cho Dương Edward. Lêu lêu. Đấy, của ông tất đấy. Của ông hết. Đám cặp đôi của Awesome mùa đầu tiên đã chính thức ra mắt khán giả. Họ sẽ chính thức bước vào đường đua chinh phục ngôi vị cặp đôi vàng. Và để tiếp lửa cho các nghệ sĩ, biên đội thuyền trưởng đã dành tặng một món quà bất ngờ cho họ. Với hoạt động Outship để kết nối, hãy cùng khám phá nhé. Lời đầu tiên, xin phép lên xe dễ thương duy dáng Lê Du Lâm gửi đến tất cả bà con có mặt trong chuyến xe VV ngày hôm nay. Lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ. Chào thưa quý vị, chuyến xe VV có nghĩa là sao? VV có nghĩa là vui vẻ, vất vả, vân vân và vân vân. Chuyến xe chúng em rất là vui và vinh hạnh khi đón tiếp một đại gia đình tới đây. Hy vọng ngày hôm nay sẽ gọi là có những chuyến đi thật là bình an, cũng như là đầy ắp tiếng cười trong chuyến xe này. Và chuyến xe chúng em bắt đầu đón khách. Và tôi chính là lơ xe LGBL, dịch là Lê Dương Bảo Lâm. Một lần nữa sẽ đồng hành cùng quý khách trong chuyến đi ngày hôm nay. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn. Dạ thưa quý vị, hiện tại chuyến xe chúng ta sẽ đi từ quận 1 Bức Đức, quận 2 La Đa, quận 3 La La, quận 4 Mỹ Thốn, quận 5
Âm Thầm quận 6, An Cháo quận 7, Lê Dậy quận 8, An Cám quận 9, Lính Quýnh quận 10, Mắc Cười quận 1, Quý Nhơn, Tân Bình, Bắc Bình, Tân Phú đang chạy. Và chúng tôi có hai điểm dừng chân, một là cầu Tham Lương. Chúng ta sẽ có tổng cộng 5 phút để nghỉ ngơi và giao lưu tại cầu Tham Lương, với mong muốn cầu phong thủy Lương chúng ta càng ngày càng lên, càng phát triển nha. Điểm thứ hai, chúng ta sẽ ghé cầu Ca Mét. Ca Mét nghĩa là sao? Chúng ta sẽ đứng cách nhau 1 mét và ca, sẽ đứng cách nhau 1 mét và ca. Ca đến khi nào và cái giọng chúng ta lớn, tròn, vành, rõ chữ thì chúng ta sẽ tiếp tục đi tiếp. Các bạn có đồng ý không ạ? Okay. Rồi, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Chúc mọi người thượng lộ bình an và đấu thành công và vàng sự như ý. Một lần nữa, nhà xe BB xin trân trọng thông báo. Chị Gia Lâm không ăn ảnh, nghĩa là bộ ngoài đẹp trai hơn, xinh trai hơn á. Đẹp trai mà, rất đẹp trai. Eo ơi, đẹp trai quá. Thôi, nhìn giống Châu Nhuận Phát, nhà mặc cái áo trời ơi. Lâm ơi, Châu Nhuận Phát thì trông rất là nhân hậu, còn Lâm không được nhân hậu lắm. Nani? Em ơi, tập trung, không có tương tác với Google. Tay làm gì đấy? Dạ. Tay đã làm gì, cô quờ gì đấy? Nó giao lưu với Google chứ ở trong đó rồi lôi xe em nó không giao lưu. Em giao lưu nhưng mà anh không để ý đấy. À, Google đâu nhỉ? Đây cậu, đây đây. Đây là câu chuyện mà có thiệt. Biu si la bum ba la bum ba la bum ba la biu si la bum ba la bum ba la 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 bum ba la ba la bum ba la ba la ba la bum ba 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 la bum ba la bum ba la ba ba bum. Được chưa? Thấy vui như này chưa? Thỏa mãn rồi, em chưa vui, chưa vui xuống xe liền. Rồi có ai buồn ngủ mà phát gói ngủ giùm cho em luôn, em một cái luôn. Hợp màu này nó hợp màu với cái bộ đồ luôn này. Rồi, hợp dữ vậy, thank you cậu. Rồi, đúng rồi. Rồi. Under luôn. Matching. Cho hỏi là trong đoàn mình ai ngựa nhất à? Đây à, đây à. À, này em tặng em con ngựa nha. Em ơi, cái này thành viên gia đình em nói chứ tôi không nói à. Cái trả lời luôn á trời. Tiếp theo đó, trong gia đình mình ai miệng bự và rộng nhất à? Anh tôi bảo Linh đi. Anh tôi bảo Linh đi. Miệng bự kinh khủng luôn. Chị ơi, chị vừa nói gì vậy? Sao chị nói tôi miệng bự kinh khủng vậy? Miệng bự nhất nghe chính là ông. Trời ơi, chị ơi. Lát nữa tự nhiên trong gia đình mình sẽ mất một thành viên là do tôi nuốt nha quý vị nha. Xíu nữa mà gia đình mình mất một mạng là tôi biết tôi nuốt đó. Chuẩn bị mình ra tới quận mấy vậy? Quận 3 đi. Mời chị Lam hát bài 3. Ba thương con vì con giống mẹ. Mẹ thương chị ơi, mình con. Chơi vui vẻ thôi, mình đừng có thả kỹ thuật ở đây. Chị hát cho nó sinh hoạt hè lên. Ta nhà ta cùng thương yêu nhau. Hay quá. Rồi gần nhau là cười. Chú nào đâu có bài chiếu 3 mà chị lấy mất tiêu rồi. Quận 4. Quận 4. Lẹ 5 4 3 số 4 dù có 4. À, dù có ai vừa nhắc vậy, ai vừa nhắc anh ok anh qua vòng rồi, ai nhắc vậy? Chị à, cô à, vậy con xin mạng phép lấy mẹ cái nèo nha. Ơi, mẹ đây, mẹ nhắc con ạ. À, dạ lấy của mẹ cái gì đây? Vậy mẹ cho con đôi guốc của mẹ đi, lát mẹ đi vô kia mẹ đi một mình giùm con, mẹ đi cà phọt đây lấy cho mẹ một đôi guốc. Qua rồi quận 6. Quận 6 hả? 6 phải có chữ 6. Zip cũng được. Có gì 6. À mẹ ơi, đưa cho con thêm chữ zip nữa. Thôi em qua luôn. Qua luôn. Cảm ơn mẹ. Khổ quá, khổ quá. À. Cảm ơn mẹ. Mẹ dạ. Cứu. Mẹ cứu. Mẹ cứu các con. Mẹ một lần nữa con mời mẹ xuống xe luôn nha mẹ ơi. Là xe thì mẹ đi mình đó mẹ. Cô làm đỡ giờ hát sinh tố chưa? Chưa đúng không? Con nên trải nghiệm. Ok, trời ok. Trời ơi, đi ba mà gì hát sinh tố sao trời? Ờ, chấn động không? Tức là mỗi người một ly sinh tố thôi gì? Đúng rồi, uống ly sinh tố 25 ngàn thôi. Ok, ok. Mà gặp toàn ca sĩ Hà Nga mà đó giờ chưa có đi ba nào hết. Nè, ly xuống đồi nè, chị hủ đồ này nọ ha. Này, mời em ra nhanh nha. Ok em, trời ơi, thôi chết rồi. Nhưng mà sập rồi má, sập rồi má. Thì đúng rồi. Chị ơi, chị bắt chị. Chị ơi, em nói sao này lỡ mà có may mắn mở lại chị ơi. Ai không biết sập. Sập mấy tháng nay rồi. Trời ơi. Chị Lam ơi, hiện tại là em có một cái thắc mắc. Người có chuyên môn với chị là chị, tại sao mà em hát hoài mà bị người ta gọi là ném đá hoài. Anh thử hát đi, anh thử hát thì chị cũng mới biết được chưa. Ca khúc đầu tiên của em là ca khúc Ra Dẻ. 2, 3. Ra dẻ, đôi khi mình tưởng mình trẻ, lâu lâu tự nhiên lạc quẻ. Đi chơi mà cứ hay xài tiệc chiêu giọng mẹ. Tôi hay ra dẻ, đi đâu là phải vui vẻ. Không đi thì ở nhà khỏe. Chứ đừng let go rồi đi cái mặt thì như cái show. Đại ca. Về quá flow, về
quá luôn. Câu kết rất là câu kết rất hay luôn. Trời ơi, thấy chưa cộng đồng mạng ơi, vậy là cộng đồng mạng nợ tôi một lời xin đổi. Một người có chuyên môn, ví dụ em là sân khấu lớn. Câu kết rất hay luôn. Là một câu kết thôi. Câu kết rất đắt. Còn khúc luôn. Trước bị su. Đoạn trước thì chưa hay lắm nhưng đoạn kết cũng đắt. Thấy chưa, đi bàn ta là thăm sâu như vậy đấy. À, giờ đắm giờ xoa người, ha. Như cái số. Đó. Đây, từ đó giờ nữ danh ca Thanh Lam có bao giờ hát lên lo như thế này hay không? Chị thử giùm em nha. Okay. Dạ rồi. Bao nhiêu năm rồi còn mãi mãi. Trời ơi, tiếng hát ác tiếng lo và tiếng hát ác cái ác thứ hai. Ra đi. Trời ơi, hay quá chị ơi. Em nói chị hát một cái là quán em. ví dụ đang có sân khấu này, chị hát nè, chị hát là em đang có sân khấu nè. Ủa nè, đang ủa nè. Mơ trời ơi, người ta giật mình đó chị. Không, xong rồi làm đổ, xong kêu đổ sân khấu, kêu đi hát. Doanh thu tăng gấp đôi. Vậy là chị phải từ từ, chị mới lên cái cao trào này. Ban đầu chị hát nhẹ thôi, chị coi cái lượng khách mà đang hút một cái này, dính đứa để lên môi cái nè. Rồi, bên em nó có dịch vụ tắm luôn. Trời đất ơi. Trời ơi, lô xe mà được ăn tiệc à. Vậy đâu? Vậy đâu? Vậy không ngủ nữa, chúng ta đã tới Cà Mau rồi. Không ngủ nữa. Về vậy và cảm ơn quý khách rất là nhiều đã đồng hành cùng tôi trong chuyến xe ngày hôm nay. Và chúc mọi người một buổi tối thật là vui vẻ. Bye bye, chào và hẹn gặp lại ạ. Thuyền trưởng Lê Dương Bảo Lâm. Thuyền trưởng Lâm Vĩ Dạ. Chào mừng tất cả nghệ sĩ đến với bữa tiệc thân mật của đại gia đình. Việt Nam. Trời ơi, vui gì kỳ quá vậy trời. Dạ, xin mời quý khách bước cái ô đầu tiên. Dạ, cô. Ô đầu đã cô. Ô đầu hả? À, xin tháng mấy? Dạ, tháng 2. Tháng 2, mở ra đi. Số 2, đúng rồi. Rung chuông có quà nào. À, chị xin tháng mấy? Chị xin tháng 6. Tháng 6, mời chị. Yeah, xin chúc mừng. Dạ, mời gia đình mình rung chuông à. Rung cái chuông phải tán cái chuông. Lành á. Dạ, nhẹ nhàng thôi ạ. Dạ. Dạ, đây không phải là chuông cà lem. Dạ, nhẹ nhàng thôi. 2, 3. À. Đưa qua. Wow. Đây là gì ạ? À? Mũ. Đúng rồi, đây là hai chiếc mũ bảo hiểm. Chứ vậy hãy đòi chiếc nón bảo hiểm này lên và cắm điện lên. Cắm cả điện lên nữa nhỉ? Đúng rồi, bên cạnh giật điện thì sao? Không có đâu. Có được luôn đó cô. Đổi luôn hả? Không, đổi sẽ hư tóc. Chính vì vậy bây giờ mình sẽ làm những cái túi đầm, búp đầm. À, xách tay. Đúng rồi. Trời. Dạ, đây, xách tay là cái quai vậy nè chị ơi. Dạ, đúng rồi. Dạ, bây giờ mọi người hãy nhìn thẳng vào máy quay và đi một đường cách quốc đi ạ. Mời chị Lam. Chị Lam ơi, chị ơi đi cách quốc phải đi chợ chị ơi. Đây, đi máy giùm em. Đâu? Chị đây, đúng rồi. Đây, 2, 3. Tăng 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 xoay nè, bao dáng nè. Tăng 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 tăng. Cảm ơn chị. Xin mời hai vị quan khách bước vào căn phòng tiếp theo. Xin mời. Hi.
Em xin tự giới thiệu, em là thuyền trưởng Lâm Vĩ Dạ. Dạ vâng, chào em. Mình đây là cái quầy gọi là quầy tea break. Có phải phần ai không? Dạ không, mình muốn ăn gì mình ăn. Dạ chưa dành cày để yên cho em. Xin chào chị. Chào. Tự nhiên chụp xấu cái gì vậy? Rồi, mình chỉ cần cười mãn nguyện thôi là được nha. Cho em hỏi là hai người mình đang đi xe buýt à? cười mãn nguyện đúng dạ. Không? Rồi. Cười mãn nguyện, chụp được một tấm duy nhất thôi nha. Hay quá. Quá đẹp, tuyệt vời. Hình có nghề quá, diễn quá trời ơi. Chị chụp hình có nghề. Thủ nghệ nha. Không phải đơn giản mà chị đứng quầy này ha. Dạ, dạ, thủ nghệ đó chị. Sau đó mình sẽ ghi một vài dòng ở đây. Hát đi em. Hát đi em. Rồi, em nghĩ là hát đi chị hả? Có quà, mở ra nào. Wow, biết gì nhưng mà hộp quà to là em thích nha. Thẻ VPBank, lựa chọn hàng đầu của mọi thế hệ.